Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi vận dụng mục 2, trang 161, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ chân trời sáng tạo. Câu hỏi vận dụng mục 2, trang 161 có yêu cầu như sau. Mô tả tác dụng của lực xuất hiện trong các hình 36.4, 36.5 và 36.6. Ở đây thì các em hãy quan sát cho cô hình 36.4, thuyền dương buồm, 36.5, người nhảy dù, 36.6, cầu thủ bắt bóng trước khung thành. Và các em hãy mô tả tác dụng của lực, đó là lực này thì làm thay đổi chuyển động, hay thay đổi tốc độ, hay là làm biến dạng. Thứ nhất, ở hình 36.4 thì chúng ta quan sát thấy là gió đã tác dụng một lực làm cho cánh buồm bị bung ra, có nghĩa là bị biến dạng, đồng thời làm thay đổi tốc độ chuyển động của chiếc thuyền, cụ thể là chiếc thuyền đi nhanh hơn. Hình 36.4, gió đã tác dụng một lực làm cho cánh buồm bị biến dạng. Và làm tốc độ chuyển động của thuyền thay đổi, cụ thể là nhanh hơn. Tương tự, chúng ta hãy quan sát hình 36.5, người nhảy dù, thì chúng ta thấy là không khí và lực của gió đã tác dụng một lực khiến cho chiếc dù này căng ra và biến dạng so với hình dạng ban đầu, đồng thời khiến cho người và dù rơi với tốc độ chậm hơn, tránh nguy hiểm. Hình 36.5, không khí, lực của gió và một số tác nhân khác đã tác dụng một lực khiến dù bị biến dạng. Khiến dù bị biến dạng, cụ thể là căng ra, đồng thời thì khiến cho người và dù rơi với tốc độ chậm hơn. Cuối cùng thì các em hãy quan sát hình 36.6. Chúng ta thấy là tay cầu thủ này đã tác dụng một lực lên quả bóng, làm cho nó bị biến dạng và ngừng chuyển động. Hình 36.6, tay cầu thủ đã tác dụng một lực lên quả bóng, làm cho nó bị biến dạng so với hình dạng ban đầu, cho nó bị biến dạng và đồng thời làm cho nó ngừng chuyển động, có nghĩa là đã thay đổi tốc độ. Vậy là cô và các em đã hoàn thành câu hỏi vận dụng mục 2, trang 161, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.